Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 21 tháng 12. Giờ này là 10 giờ 30 tối. Chúng tôi có mặt ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và chúng tôi phải nói là rất là vui mừng và đồng thời cũng buồn, là bởi vì những anh hùng chiến sĩ đã tỏ hiện ra tại nơi đây trên nền trời và đã yêu cầu chúng tôi để những hình ảnh của quý ngài tại nơi đây, và chúng tôi đã làm điều đó. Trong lúc thì tất cả những người làm truyền thông, truyền hình, báo chí đã vô tình hoặc cố ý thờ ơ đối với công việc vô cùng đầy ý nghĩa và quan trọng này, tức là thông báo những tin mừng đặc biệt, vĩ đại và quan trọng này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Bởi vì những hình ảnh phép lạ này nói lên sự cảnh báo về tận thế đang bắt đầu xảy ra. Vì thế khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu đã tỏ hiện ra, và khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ tỏ hiện ra. Kính thưa đồng bào thân mến, những hình ảnh này nói lên tất cả những sự quan trọng của thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đang cần sự hướng dẫn của thế giới thiên loại, mà thế giới thiên loại là những hình ảnh này đã tỏ hiện ra để nhắc nhở cho chúng ta được biết, cũng như hướng dẫn cho chúng ta làm cách nào để được cứu rỗi, để vượt qua khỏi cơn tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào hãy nhìn cho kỹ, chúng ta thấy có hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Đầu tiên là hình ảnh này hiện ra trước khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu. Sau đó, Thiên Chúa Giêsu cho hình ảnh linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra. Rất rõ ràng. Và nếu chúng ta xây về hướng này thì chúng ta thấy đó là ông rồng rất là lớn đang phun lửa tiêu diệt quỷ dữ, cũng như tiêu diệt những kẻ hung dữ ác độc, sống nghịch ý cha trời thượng đế toàn năng, thì sẽ bị ông rồng này tiêu diệt. Mà ông rồng này được kết tụ bởi hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho nhân loại được sống thêm đầy ý nghĩa. Xây dựng hướng này là mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, rất rõ ràng. Đồng bào có thể vào trang website của chúng ta in ra những hình ảnh này miễn phí, facegodjesuschrist.com, facegodjesuschrist.com, để in những hình ảnh này và học hỏi, và đồng thời có thể sang nhạc Thiên Nhạc Tĩnh Tâm của Thượng Đế ban cho, mà Thánh Giống chúng tôi đã vâng lời Thượng Đế và đã làm một số thiên nhạc ban cho nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đồng bào có thể vào trang website của chúng ta facegodjesuschrist, F-A-C-E,
là cái mặt mình á, face God, G-O-D, JesusChrist.com, để in những hình này ra. 10 phép lạ vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra dẫn dắt nhân loại qua thời tận diệt đang xảy ra, cũng như đồng bào có thể sang nhạc tĩnh tâm từ trang website facegodjesuschrist.com. Thành thật cảm ơn đồng bào, nhân loại quý mến của chúng ta. Và sẵn đây tôi cũng cần cảnh báo cho tất cả những người nào đã âm mưu ra đây, cho người ra đây phá khu tượng đài cũng như quăng bỏ những hình ảnh phép lạ đặc biệt này xuống đất. Và chúng tôi đã chụp hình được và chúng tôi đã thông báo với cảnh sát Westminster. Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy chấm dứt, bởi vì quý vị sẽ chuốc lấy những sự trừng phạt vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ sẽ hành xử quý vị. Nếu quý vị không thật sự sám hối, nhớ hãy chấm dứt từ đây trở về sau, đừng bao giờ làm những sự việc đó nữa. Không được phá phách những hình ảnh phép lạ vĩ đại này mà hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ yêu cầu chúng tôi để tại nơi đây 24/24. Tôi cần nhắc nhở là tất cả nhân loại cần sám hối, chứ không phải chỉ có cộng sản hay là tự do quá trớn hay là khủng bố, mà là tất cả nhân loại cần sám hối. Những ai thực sự sám hối thì mới được cứu rỗi kỳ này. Vì thế quý vị không cần, không được phép, cũng không còn có lý do gì để mà ngăn cản việc làm của Thượng Đế bảo tôi làm, là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại. Ngõ hầu nhân loại nhiều người được biết, để rồi nhân loại nhiều người mau mau sám hối gấp, để rồi nhiều người, nhân loại chúng ta được cứu rỗi qua những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra, cảnh báo, cảnh cáo, nhắc nhở nhân loại vào thời mạt kiếp này. Một lần nữa, thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào, ruột thịt nhân loại quý mến của chúng ta. Hãy vào trang website của chúng ta, học hỏi, thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu, gấp